Những cách để tỏ ra mình bận rộn trong mắt sếp phần 2. Cách thứ nhất, mình thấy đồng nghiệp đang làm chung của mình làm gì á, mình lại mình giành làm. Ê, để anh dẹp cho. Dạ. Dữ hả? Cách 2, mình vác cái gì đó lên vai mình đi vòng vòng. Ví dụ như cái này, nó vô dụng nhưng mà mình cứ vác thôi. Trời ơi, thấy thằng này nó xiên ghê ta. Cách 3, nhìn mặt mũi khó chịu, ai đi ngang nhờ gì cũng phải từ chối. Anh ơi, dẹp giùm em cái ly ơi. Thằng này nó tính toán công chuyện gì mà dữ vậy trời. Cách 4, lau những thứ không cần lau. Ví dụ mấy cái bình này lúc nào mà chả dính cát, đâu cần lau đâu. Lau. Sáng lên em. Dạ. Cách 5, hỏi sếp cái này cái kia, những câu vô tri cũng được nữa. Ủa chị ơi, anh Nghĩa chủ quán chung chị đâu chị? Không biết nữa. Ủa chị ơi, lễ này quán mình có mở không chị? Có. Dạ dạ. Trời ơi, thằng này hôm nay nó quan tâm quán mình dữ ta. Cách thứ 6, luôn luôn về sau chủ. Ủa sao em chưa về? Dạ em còn lại làm công chuyện xíu nữa chị. Trời ơi, dở ha, cố gắng ha. Còn á, mình ở lại làm gì thì tùy mình.